Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay sẽ là ngày mùng 1 anh em nhé. Mùng 1 nên là mình sẽ lên những cái mã sản phẩm mà mình sẽ có cái giảm giá cho anh em ạ. Sẽ có giảm giá và có những sản phẩm mình sẽ bán không lợi nhuận trong ngày hôm nay anh em nhé. Thì anh em vẫn nhìn thấy cái series hàng như mọi ngày thôi, sẽ là vài bộ dàn mini và một ít đồ gọi là thập cẩm chi mua. Tại vì mình là Tuấn Đồng Nát anh em nhé, đến từ Hưng Yên anh em ạ. Đấy, em lưu một chút là số điện thoại của mình Sơn vẫn đang ở góc trái mình đây. Số điện thoại của mình là 0976 663 776. Số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933 332 183. Và anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào, những cái món đồ đồng nát nào ở nhà Audio 89 thì có thể liên hệ với mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhé. Để đi vào những món đồ đầu tiên thì hôm nay vẫn là lên sóng cái túi 3 gang trước anh em ạ. Thì hôm nay sẽ có một cái con túi chéo 3 gang anh em nhé. Cũng lâu lắm rồi bắt đầu mới về được một cái mã túi này. Và xin thưa với anh em thì gần như cái mẫu túi da thì đợt này anh em mình sẽ thấy là mình ít bán hơn. Không phải tại vì mình không muốn bán nữa, tại vì là ở bên kia bây giờ nó ít hàng về rồi anh em ạ. Đến sát Tết như này thì những nó sẽ có một vài mẫu ít về. Ví dụ như là những mẫu túi da là một này, nước hoa là hai sẽ ít về hơn anh em nhá. Đến tầm này thì là thường nó sẽ về dồn về đồ âm thanh thì sẽ nhiều hơn. Thế là anh em mình những cái món đồ nhỏ nó sẽ khó về hơn anh em nhá. Nhất là những cái món mà về theo cái đường không chính ngạch như thế này thì nó sẽ ít hơn. Và xin thưa anh em, con túi da này cam kết 100% là da thật tất cho anh em sẽ nhìn thấy nhá. Con này mẫu mã anh em có thể nhìn thấy ở Việt Nam sẽ có đôi lúc anh em nhìn thấy, nhưng mà xin thưa anh em ở Việt Nam nó chất lượng nó hoàn toàn khác anh em nhá. Nó sẽ không giống những cái mẫu túi này ở bên thị trường Nhật đâu anh em. Con này thị trường Nhật da này, anh em nhìn này. Các cái miếng da nó rất là đều nha anh em nhá. Nó cực kỳ đều và đẹp luôn anh em nhìn. Và cam kết 100% là da thật tất cho anh em, được chưa? Các khuôn túi này nó sẽ là khuôn cứng hết anh em ạ, khuôn cứng tất. Và con này sẽ có bao nhiêu ngăn? Đấy, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Có quai sách này. Và 1 ngăn phía sau nữa là 5 ngăn anh em nhìn đây. Đấy, ok chưa? Và cái miếng da này phải thật sự với anh em là cái miếng da nó rất đều luôn. Phải nói là rất đẹp. Rồi, các quai sách nhá. Các chốt đinh để giữ cho quai chắc chắn này anh em nhìn đeo. Đấy. Và các cái móc khóa thì các cái đầu móc khóa đều là những cái miếng da anh em nhé, đều là những miếng da lớp lót anh em xem nhá. Lớp lót đây, lớp lót bên trong thì anh em nhìn này, lớp lót nó may như thế này thì anh em nhìn có đẳng cấp không, đúng không? Nó quá đẹp như thế này, không bao giờ có cái độ rúng gió ở trong những cái đường may kim chỉ mũi may của bọn này luôn, tại vì nó là hàng công ty anh em nhá. Con này nó chính là đến từ cái thương hiệu Bani anh em ạ. Đấy, Bani chứ không phải Bani anh em nhé. Mình hay đọc tiếng Việt phiên âm sang nó gọi là Bani, nhưng mà đúng của tiếng của nó sẽ đọc là Bani. Bây giờ và dây anh em nhìn này, toàn bộ dây dù bóng rất đẹp cho anh em ạ. Dây này là dòng dây cao cấp nhất của dòng túi anh em nhé. Và con này là con túi ngang lớn nhất ở nhà mình. Sơn sẽ đo cái trước cho anh em này. Con này chiều ngang nó sẽ được khoảng tầm 28 cm anh em nhé. Và chiều cao sẽ là 24 cm. Đấy. Bình thường con túi này thì nó sẽ rơi vào là hơn 900 nghìn ở tại cửa hàng mình. Và hôm nay thì xin phép để cho anh em con túi này chỉ có 799 nghìn thôi anh em ạ. Đấy, chưa đến 800 nghìn anh em nhá. Con túi này là một trong số những con mà mình xả đầu tiên ở video này, 799. Con này không phải đợt này về giá tốt hơn mà hôm nay là tại là ngày mùng 1 thì mình để giá tốt anh em nhá. Con này giá nó về vẫn vậy đấy, giá vẫn rất là cao. Anh em nhìn nhá. Để được rất nhiều đồ, con này đeo đi thì anh em có thể để được vài bộ quần áo bên trong luôn, khoảng được 2 bộ nhỉ? 2 bộ. Đấy. 2 bộ quần áo bên trong này được anh em nhé. Đấy, và để vừa tất cả các loại iPad cho anh em. Bây giờ, đấy, giá hiện tại là 799 nghìn anh em nhé. Tiếp đến đây thì sẽ là cái gì? Tiếp đến đây thì nó sẽ là một con kính anh em ạ. Sơn cầm anh cái. Thì xin thưa anh em, hôm nay thì sẽ có một cái mã kính hàng VIP của thằng Ray-Ban anh em nhé. Con này thì xin thưa với anh em, nó là dòng kính cấp tướng anh em ạ. Anh em nào đã chơi Ray-Ban thì nói chung mình nói đã anh em nào chơi thì cũng rất là khó đúng không? Có những anh em chơi cũng sâu nhưng mà anh em mình cũng ít khi được tiếp cận những cái dòng kính mà mắt kiểu mắt trong trong chữ nhật như này, trong vuông như này anh em ạ. Rất là ít anh em được tiếp cận, tại vì hầu như anh em ở Việt Nam toàn tiếp cận những cái dòng kính gọng tròn thôi. Những cái dòng vuông này ít anh em được tiếp cận nên là mình cũng đôi lúc mình nói có thể anh em nào mà chưa biết thì có thể lên Google tìm hiểu thêm anh em nhé. Và dòng kính mà nó hình tròng chữ nhật này thì nó là dòng kính của lính Mỹ và sử dụng cho cấp tướng. Đấy là cái ngày mà nó còn chiến tranh các kiểu nhá. Và đến bây giờ hiện đại rồi thì nó cũng thế luôn anh em ạ. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó thương mại hóa những cái dòng kính này rồi và nó sẽ bán ra bên ngoài để cho những người như anh em mình sử dụng, giống như kiểu pháo hoa bộ quốc phòng bán ra bên ngoài để cho dân thường bắn ấy, cũng vậy thôi anh em nhá. Hoặc là giày tá giày tướng bây giờ bán ra thị trường thì con bên nước Mỹ nó cũng vậy, những con kính này nó cũng bán ra thị trường. Bây giờ. Và con này thì đến từ Ray-Ban, anh em sẽ nhìn thấy dòng mắt trà này.
sóng mắt cao cấp này, anh em nhìn đâu, nó sẽ giảm sáng dần này về phía bên dưới này anh em nhé. Đấy, nó sẽ tối ở phần trên này và giảm dần xuống bên dưới này anh em mình, gọi là khi mà anh em mình muốn dâm thì hất cái mắt lên bên trên anh em, nó sẽ dâm ngay. Còn anh em mình muốn mà nó gọi là nó trong hơn thì em ngửa mặt lên thì nhìn bên dưới này nó sẽ trong luôn, thấy chưa, khá là hay anh em nhé. Phần trong này thì anh em nhìn này, gọng này nhá, nó toàn bộ là nó mạ vàng rất là dày cho anh em ạ. Đấy, và cái phần bên trên cái phần gọng kính em sẽ nhìn thấy phần chân rết này, video mình quay rất nét thì anh em sẽ nhìn thấy phần chân rết ở đây anh em nhìn này. Đấy, cái này nó vừa tăng tính thẩm mỹ vừa để chống làm hàng giả anh em nhé, tại vì hàng giả nó làm những cái vân chi tiết này rất khó, xin thưa với anh em, nó làm rất khó ui cho anh em. Đấy, Ray-Ban này anh em nhìn, chữ Ray-Ban được in vào đây rất là nét. Bên này sẽ là chữ Ray-Ban in chìm anh em nhé, chìm sâu vào bên trong thân vỏ của gọng kính luôn, ở mắt kính, trong kính luôn. Đấy, đây sẽ là Ray-Ban in chìm tiếp này anh em nhìn này, Ray-Ban in chìm rất sắc nét anh em nhé, Ray-Ban in chìm bên này tiếp ui cho anh em. Đấy, tiếp đến là phần thân gọng sẽ là phần gọng đồi mồi anh em nhé, gọng đồi mồi hết anh em nhìn, nét căng luôn. Các cái ve mắt này đều có chữ Ray-Ban in chìm bên trong anh em ạ, đều cho Ray-Ban in chìm bên trong. Nói chung con này thì nó là con gọng kính nét rồi. Đây anh em nhé, đây con này thì sẽ có in chìm cả giữa luôn anh em nhìn này, in chìm sai kính ở giữa và trong được phủ dầu anh em nhé, chống lóa hết rồi, thấy chưa. Kính nó sẽ là made in USA anh em sẽ nhìn đây đây, đây made in USA anh em nhìn đây, Ray-Ban là made in USA, thấy chưa. Kính dòng này là của Mỹ anh em nhé, nó sẽ có bọn này cơ bản nó sẽ có mình về sẽ là hai phiên bản, một là của thằng Italy và hai là của Ý, thì con này nó của một là của Italy là của Ý đấy, hai là của Mỹ anh em nhé. Đây, con này là Ray-Ban 1969 này. Đấy, 9147 gạch chéo 51 này và size kính là 54 gạch ngang 19 anh em nhé, 1452N với cho anh em. Đấy anh em nhìn này. Đấy, nó in rất nét luôn. Và đây, size kính cũng được in ở giữa luôn, 54 ô vuông 19 anh em nhé, gạch ngang 19 đấy. Nó in nó dập chìm ở đây này. Và con kính này bình thường thì nó sẽ là 2.800.000 nhưng mà với ngày hôm nay mùng 1 mình sẽ bán không lợi nhuận cho anh em con kính này anh em nhé. Không lợi nhuận, giá sẽ là 2.500.000 với cho anh em. Anh em nào mà chưa có độ trải nghiệm về cấp kính này thì có thể mua thử, tại vì con kính này nó làm rất nét, hàng về nó bên mình thì gần như là không có hộp anh em nhé, nó chỉ có nguyên kính vậy thôi, và tặng kèm anh em một cái hộp để kính như này, với chưa. Đấy, để bảo quản. Đấy, anh em về thì có thể mua hộp đấy, tùy anh em, mình không quan tâm, mình chỉ bán kính cho anh em là 2.500.000 thôi anh em nhá. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là hai con tai nghe anh em ạ. Đấy, con tai này thì xin thưa với anh em, nó là một trong số những con mà tai nghe hàng VIP, con này là con sao co. Thì tại vì sao mình đưa lên bán mùng 1, tại vì con này nó là một cái con tai nghe của anh khách anh em nhé. Anh ấy tai anh ấy nhỏ, anh ấy sử dụng con này nó hơi bị gợn tai, nên anh ấy đã đưa lên để mình có thể trả về cho mình, để mình thanh lý hộ nha. Và anh em nào mua con này thì sẽ được trừ 500.000 anh em nhé. Đúng không? Con này có đúng là con này anh em nhỉ? Đúng rồi đấy. Đấy, con này được trừ 500.000 anh em nhé. Thì xin thưa với anh em nhiều anh em cứ bảo là tại sao bị trừ, tại vì ông anh này ông ấy mua về như ông ấy bị vứt mất cái quyển sách hướng dẫn sử dụng rồi anh em ạ. Đấy, mà khi mà mình bán con này cho anh em nó hàng lai nhiêu, nên là mình sẽ trừ của anh ấy là 500.000, và anh em nào mua hôm nay thì sẽ được rẻ hơn 500.000 anh em nhé, là đúng cái tiền mình trừ cho anh luôn, nghe chưa. Thì coi như mình bán con này là không một đồng lợi nhuận nào ở trên con này anh em nhé. Đấy, nghe chưa. Đây nhá, mình sẽ đi chi tiết con này. Con này là con Liberty E2 Pro anh em ạ. Nó là một trong số những cái series tai cao cấp nhất của hãng Saoco của Mỹ anh em nhé. Đấy, cái công nghệ tích hợp đáng giá nhất trong con này thì nó sẽ là công nghệ gì? Nó sẽ là công nghệ Pure Note Technology anh em ạ. Đấy, công nghệ con này thì nó sẽ có 10 lớp layout anh em nhé. 10 lớp layout, anh em nhìn này, ở cái màng loa nó là 10 lớp nano siêu mỏng. Nó sẽ bắn cho anh em, tức là âm thanh qua nó sẽ cong này, cong ở màng loa, nhưng mà đến cái lớp cuối cùng nó sẽ phẳng lì luôn, thì nó sẽ cho một cái độ mịn ở âm thanh cho anh em. Anh em nhé, anh em nghe sẽ bao hay cho anh em ở những cái mã tai nghe này với cho anh em. Riêng với công nghệ này thì nói thật với anh em, được trang bị chỉ trên những con tai nghe trên trục củ thôi anh em nhé. Đấy, tiếp theo công nghệ tiếp nó sẽ là công nghệ Hybrid ANC. Nó sẽ là cái công nghệ mà chống ồn chủ động, nhưng mà công nghệ kép anh em nhé. Khi anh em mình đeo con tai nghe lên khỏi tai chỉ 3 giây sau phát là sập luôn anh em ạ. Mọi âm thanh xung quanh gần như là không bao giờ anh em mình có thể nghe tiếng động gì nữa anh em nhé. Nó khử ồn đến khoảng tầm 95% anh em ạ, gần như không nghe gì luôn. Thời gian đàm thoại là 26 tiếng và có sạc không dây luôn, nghe cho anh em. Đấy, phía bên sau này, đằng sau này, đây là Target Active Noise Cancelling. Đây là chính là cái công nghệ Hybrid chống ồn chủ động đấy, công nghệ kép đấy. Tiếp đến là công nghệ Pure Load ở màng loa nhé. Heard ID là cái công nghệ mà gọi là tùy chỉnh những cái tần số nghe được ở cổ tai mình để cho cá nhân hóa cái tai nghe, hay không? Đó,
Tiếp đến là Clico này, tức là chống ồn ở mic. Con này sẽ công nghệ chống ồn 6 mic luôn. Sử dụng 6 con mic để chống ồn. Mỗi con bên tai nghe sẽ là 3 mic gần như tuyệt đối, đúng không? Con này đàm thoại nét căng luôn anh em ạ, nét căng luôn. Thời gian khi anh em mình nhấc tai nghe khỏi hộp thì sẽ là 7 tiếng nghe liên tục, và khi anh em mình nghe cả hộp sạc sẽ là 26 tiếng anh em nhá. Đấy. Và khi anh em mình tải ứng dụng SoundCore về thì anh em mình sẽ có tùy chỉnh cực kỳ nhiều chế độ equalizer trên này, và có cả chế độ custom mic để anh em mình gạt những cần gạt bằng tay nữa anh em ạ, rất là tiện anh em nhá, khá là hay. Đây, các tiêu chuẩn Âu tàu Mỹ đều ở đây hết. Và hàng này là hàng renew anh em nhá. Hàng renew, hàng đã khui hộp rồi nhưng nó là hàng mới. Ông anh về thì ông chỉ mới sử dụng được có 2 ngày thôi. Đấy, đúng không nhỉ Sơn nhỉ? 2 3 ngày anh em ạ. Đấy. Thì ông ấy bảo là tai ông ấy bé quá, tại vì cũng có người lỗ tai quá bé anh em ạ. Thì cũng khó, đúng không? Con này thì nó kích thước nó sẽ lớn hơn cái con mọi con sao co khác một chút, tại vì là nó là tích hợp quá nhiều công nghệ trong này rồi anh em ạ. Đây, Target X Tino anh em nhá. Hộp nó sẽ mở ra như thế này. Rồi, anh em nhìn nhá. Đấy, giật con này ra đã. Bên trong này nó sẽ có gì? Đây anh em nhìn nhá, nó sẽ mất quyển sách hướng dẫn sử dụng là một này, nhưng bộ núm vẫn còn nguyên nhá. 6 bộ núm phụ này. Đấy, để anh em mình về mọi kích thước tai là vừa hết anh em nhá. Tiếp đến phần dây sạc này, cũng là dây còn nguyên. Với cho anh em. Ông nào mà mua con này lãi luôn nhỉ. Quá rẻ luôn. Mình nói thật, mình bán một con tai nghe không lãi đến 500 nghìn như ông nào bớt đâu. Mình bớt 500 nghìn, mình trừ 500 nghìn của anh này thì mình bán cho anh em nào mà lấy sau thì phải nói thật với anh em là anh em quá lợi luôn. Đấy, tại vì chỉ có mất một quyển sách hướng dẫn sử dụng thôi anh em nhá. Đấy, nhưng tại vì sao mà phải bán như thế? Tại vì nó là hàng renew mà không sách hướng dẫn sử dụng thì mình bán cho anh em thế nào được, đúng không? Mình bán buồn cười thà mình bán thành không hộp chứ sao, đúng không? Có hộp nhưng mà như này thì gần như là không hộp luôn. Thế nào ông anh kia mà xem được clip thì anh em cũng hoan hỉ thôi nhá. Bớt cho anh em nào em mua sau được có lợi thôi. Đây, đây là cái hộp sạc anh em nhá. Trượt như 8800 đúng không? Rất ngon, bản lề nó rất xịn luôn anh em nhá. Các phần tiêu chuẩn được in hết ở đây này, anh em nhìn này. Và đế dưới này sẽ là có đế sạc không dây anh em nhá. Anh em mình đặt vào sạc không dây phát nó sạc luôn. Đấy chưa? Rất là xịn luôn. Củ loa đây, anh em nhìn nhá. Củ đây. Em thấy không? Củ rất đẹp, thiết kế công thái học và toàn bộ là nhựa nhám không bám vân tay. Anh em nhá. Rất xịn. Nhưng mà nói chung là con này nó to hơn so với con tai của ông anh, nên là ông anh rất là phí anh em nhá. Chất âm này thì bao hay cho anh em, mọi thứ mọi dòng nhạc nghe đều hay, từ giọng nhạc trữ tình đến nhạc mạnh, tất cả các loại nhạc con này đều phang hết được anh em ạ. Chống ồn này, anh em nhìn, một mic này, hai mic này, ba mic này, anh em thấy không? Ba con mic chống ồn, anh em đã biết con này đẳng cấp không? Màng loa thì sử dụng màng mạ vàng này, Hyperflower anh em nhá. Đó, anh em nhìn thấy không? Địch núm loa, cái núm loa này thì núm dòng cao cấp rồi, sờ vào siêu mềm luôn anh em nhé, siêu mềm luôn. Đấy. Và giá con này bình thường sẽ là 2.200.000 đúng không? Và anh em nào mua con này thì mình chỉ còn để con này có 1.700.000 thôi anh em nhé, một củ bảy con này cho anh em, biết chưa? Thì ông anh kia mà xem được thì anh em nhớ comment ở video này xem có đúng là mình thu lại con đấy của anh ấy là 1.700.000 không, không lại bảo là mang tiếng đúng không? 1.700.000 anh em nhé. Thu lại của anh bao tiền thì mình đã bán đúng như thế cho anh em, 1.700.000 anh em nhé. Và con này thì tai nghe hybrid à. Con hybrid thì quá quen thuộc với anh em rồi. Anh em nào chơi hybrid sẽ biết là cái dòng tai nghe hybrid của mình bán thì gần như độc quyền trên thị trường. Cái mã này là chuẩn nội địa Nhật anh em nhé. Nó đến từ cái thương hiệu Aplex anh em ạ. Aplex này anh em nhìn này. Đấy. Tất nhiên nó vẫn sẽ made in China anh em nhé. Tất cả những dòng tai nghe đều made in China hết. Cả con SoundCore vừa nãy cũng là made in China đấy anh em. Nhưng mà với cái mã này thì xin thưa với anh em, nó là cái công nghệ dòng tai nghe đời mới, tích hợp công nghệ kép là công nghệ hybrid ở trong tai nghe. Nó sẽ bao gồm hai loại củ loa anh em ạ, hai loại củ loa, một củ đảm nhiệm giải cân bằng và một củ đảm nhiệm giải súp bát. Nó sẽ cho anh em một cái chất lượng âm thanh như một bộ dàn cao cấp luôn anh em ạ. Ngoài ra con này nó sẽ hỗ trợ một cái con gọi là con phần lời, chính là con balance amateur anh em nhé, con balance amateur này ở trong phần ống tai nghe anh em ạ. Nó sẽ cho anh em mình một cái phần lời rất ngon luôn. Khi anh em mình nghe những dòng nhạc trữ tình ấy, nó sẽ bổ sung phần lời cho anh em mình mà anh em mình cảm giác không khác gì anh em mình nghe một cái bộ gọi là âm thanh gọi là size to, size lớn ấy, mà cao cấp cả. Và khi anh em mình nghe trong thời gian lâu, nó cũng không làm anh em mình cảm giác tai tiếp nó bị khó chịu. Ôi anh em, đấy là một cái gọi là một cái rất thành công của con tai nghe này anh em nhá. Khi em mình mở con tai ra này, đấy, bên trong này nó sẽ có hướng dẫn, nó sẽ vẽ về cái cấu hình của con tai nghe này cho anh em. Thì em sẽ nhìn thấy này, đầu tiên sẽ là đúng cao su này, tiếp đến là nó sẽ đến cái phần ba slang amateur này. Con này nó là một con củ thiết kế dạng dọc anh em nhé, dạng dọc nó dao động này chứ nó không phải dạng dao động vào trước và sau đâu, nó dao động thế này đấy. Xong tiếp đến là cái đút screen, cái màng gọi là lọc bụi anh em nhé, đút màng loa đấy. Xong đến cái hộp cộng hưởng này, hộp cộng hưởng này thì nó sẽ bên trong sẽ bao gồm hai củ loa, một củ đảm nhiệm giải cân bằng và một củ đảm nhiệm giải súp bát.
nó sẽ như một bộ dàn cao cấp anh em ạ, nó hộp cộng hưởng như này. Bên này nó sẽ là mạch Bluetooth version 5.0 anh em nhé, anh em nhìn là mạch Bluetooth version 5.0, bên này sẽ có đèn báo các kiểu, thấy chưa? Đây là anh em nhìn nhá, driver unit này sẽ bao gồm một con bass răng amateur và tiếp đến hai con củ driver. Nó con này tổng cộng của nó tính đến nó sẽ là ba con củ loa anh em nhá. Đấy. Main net sẽ là high performance net này, nó là một dòng âm thanh cao cấp anh em nhé. Tiếp đến Frequency Revision sẽ đáp ứng giải tần từ 20Hz đến 20.000Hz. Nó là full tất cả các loại giải tần luôn. Trở kháng của con loa sẽ là 16 ohm. Công suất đáp ứng nguồn vào sẽ là 5mW và độ nhạy con này rất cao, là 97 dBi trên 1kHz, độ nhạy rất cao luôn. Bình thường một con mà tai nghe mà thông thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 80 mấy đấy anh em. Thì con này là 97 rồi anh em nhé. Bluetooth sử dụng sẽ là Bluetooth version 5.0, sử dụng anten class 2 anh em nhé, nó sẽ bắt rất là căng. Bây giờ tiếp đến ở bên đây nó sẽ là các cái công nghệ profile được tích hợp này, nó sẽ là bao gồm là AIDP, AVRCP, HFP và HFP, các cái công nghệ là chống ồn, chống sôi ù, chống nhiễu anh em nhé. Bây giờ anh em chống nhiễu cái thứ để của công nghệ Bluetooth để anh em mình có một con tai nghe hoàn hảo nhất đấy. Giải mã, công nghệ giải mã thì có SBC và AAC. Bình thường một con nó sẽ có mỗi AAC thôi. Con này có thêm cái công nghệ SBC nữa anh em nhé. Tức là cả cũ và mới đều có. Đấy. Tiếp đến thời gian sử dụng này, khi nhấc tai nghe ra khỏi hộp sẽ là có 4 tiếng sử dụng liên tục anh em nhé. Con này nhấc ra phát là 4 tiếng sử dụng liên tục. Còn nếu mà sử dụng cả tai nghe thì thời gian chờ nó 300 giờ. Để 300 giờ không hết pin. 300 giờ. Nó phải vào tầm 2 tuần nhỉ? 2 tuần. 2 tuần anh em ạ, để 2 tuần không hết pin được anh em nhé. Đấy. Thời gian sử dụng thì cực kỳ trâu rồi. Tiếp đến ở bên dưới này nó sẽ sử dụng là cái gì đây, thời gian sạc sử dụng cái cổng sạc, sử dụng cổng sạc Type-C anh em nhá, ok chưa? Đấy, các phần bên này anh em nhìn toàn chữ này, nhật nhé, trang chịt luôn anh em ạ, trang chịt luôn. Anh em thích thì về đọc, không thích thì thôi anh em nhá, không thích thì về cứ bỏ lên mà nghe luôn. Bên trong tai nghe thì có gì đây, con này nghe ngon lắm anh em ạ, mình nói thật là con tai nghe này mình thấy khá là ưng. Bên trong này sẽ bao gồm này hai quyển sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé, rất là dày, mình sẽ không mở nữa, toàn bộ chữ Nhật hết anh em nhé, không có chữ nào tiếng Anh đâu, toàn chữ Nhật hết này. Tiếp đến một phần dây sạc này, một bộ là hai lún tai nghe đi kèm nữa. Đấy, khá là đầy đủ. Con này màu trắng anh em nhé, nhìn nó khá là sang. Hộp sạc đây anh em ạ, hộp sạc bên trong nó có cái tem gì đây, chích cực đã được kiểm tra anh em nhé, thấy chưa? Củ loa đây, đây là hộp sạc, cái hộp sạc trước, nhựa nhám trong suốt anh em nhé, báo phần trăm pin của hộp sạc này. Đấy, nhìn suốt trong suốt bên trong, logo Aplex bây giờ. Bên đằng sau này sẽ là cái phần in thông số này, toàn bộ chữ Nhật hết. Sử dụng sạc Type-C này. Các em mở hộp sạc ra bên trong, rất đẹp luôn. Hộp sạc rất đẹp, thấy chưa? Tiếp đến phần của Hausen anh em nhìn này. Cái phần nhựa này nhìn xuyên được hai củ loa anh em nhé. Núm cao su cực kỳ mềm. Đây bên trong này anh em mình sẽ có nhìn thấy nhé, cái cầu đầu này này. Nó sẽ có cái phần cánh vẫy định hướng anh em nhìn nhé. Cánh vẫy định hướng anh em nhìn thấy định hướng âm thanh. Nó chiếu thẳng vào tai anh em mình luôn, phải nói là đỉnh luôn. Cái phần đấy là phần khá là sáng tạo nhé, cái phần đấy phần cánh vẫy của bass răng amateur anh em nhé, cực kỳ ngon luôn. Đấy, con này khi anh em mình để không sử dụng tự ngắt kết nối rất xịn nhé. Đấy, cầm nhấc vào phát này, nhấc vào phát nó sẽ tác động vào cái như kiểu là cái con cảm biến thì nó sẽ phát, nó sẽ báo chờ kết nối luôn, cực kỳ hay luôn. Đây là phần núm cao su anh em nhé, không phải nhựa đâu, để nó tì vào tai anh em mình rất là êm luôn. Con này nhìn thì trông hầm hố nhưng mà đeo vào tai cực kỳ êm, thấy chưa? Chất âm thì bao hay cho anh em luôn. Con này thì nghe trữ tình nó đẳng cấp luôn nhỉ. Yeah. Giá con này. Giá con này là bao nhiêu? Bình thường là 1.250.000, nếu hôm nay mình bớt cho anh em là 50.000 anh em nhá. 1.2 cho mã này, thấy chưa anh em? Đấy, mã này thì không bớt được nhiều đâu. Đấy, mã này chỉ vậy thôi, 1.200. Thấy chưa? Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ có cái gì cho anh em? Đấy. Tiếp đến đây thì nó sẽ có cho anh em hai chai nước hoa đấy anh em ạ. Hai chai nước hoa này thì xin thưa với anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ bán giá rất là tốt để ngày mùng 1 anh em nhé, sẽ có một chai Chanel No 5 anh em nhé, chai này của nữ này, dòng nước hoa EDP anh em nhé, dòng nước hoa EDP. Và riêng No 5 thì nó là dòng nước hoa hạng sang rồi anh em ạ. Anh em nào mà chơi nước hoa thì sẽ biết là những chị em thì sẽ có hai chai nước hoa hay sử dụng, một là Chanel No 5, hai là Chanel Coco Chanel ấy, thì hay sử dụng nhất. Và riêng cái dòng này thì sử dụng cho những phụ nữ khoảng tầm từ 30 tuổi trở lên nhé. Dưới 30 thì mình nghĩ không nên dùng, tại vì cái mùi này nó sang nhưng mà nó hơi đứng tuổi, tại vì nó có vị cay anh em nhé, nó vị cay ở ngay lúc hương đầu tiên nên nó sẽ hơi đứng tuổi một chút. Nhưng mà nếu mà sử dụng quen mùi này rồi nó khá là quyến rũ, sexy, căng nhỉ, thơm, mùi này rất là thơm anh em nhé. Chai này sẽ là chai tester này, series chai sẽ là 8503 này, và dòng này nó sẽ là tester này, not for sale, không phải sử dụng để bán, toàn bộ nó khắc chìm hết anh em nhé.
Dung tích của chai sẽ là 100ml và made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn. Đấy, Chanel Paris này, một logo của Pháp này, bên này logo của Mỹ anh em nhé, logo Chanel của Mỹ. Và nắp chai này anh em nhé, không phải thủy tinh đâu, bằng nhựa thôi nhưng mà nó sẽ trong suốt và nó cầm rất là nặng anh em nhé. Dòng xịn nó cầm rất là nặng. Vòi xịt thì vòi tạo xương anh em ạ, vòi tạo xương. Nó siêu mịn luôn, nó tạo ra một lớp xương rất là mịn anh em nhé. Nó bám cực kỳ da. Và chai này 100ml chưa gọi là, cũng chắc là cũng xịt được vài lần. Anh em nhìn logo Chanel nhé. Cái tem này mặt trước đọc cái này đúng không? Mặt trong này nó vẫn in mà, ở bên mặt trong này được. Anh em nhìn này, đọc vẫn đọc của logo Chanel kìa, đúng không? Xịn 100%. Giá hiện tại chai này thì mình để cho anh em bao nhiêu? Hiện tại vẫn để cho anh em là 1.800.000. Và hôm nay ngày mùng 1 mình xin phép bớt cho anh em đúng 100.000 cái mã này. Còn 1.700.000 anh em nhé. 1.700.000. Nghe chưa? Đấy. Những ngày mùng 1 thì sẽ bán hàng gần như là không lợi nhuận anh em nhé. Tiếp đến ở đây sẽ là chai Bernel Chanel anh em nhé. Chai này thì chai nước hoa nam, nam nữ khả năng dùng đều được anh em ạ. Và Leo Chanel thì không kén người dùng đâu, cả nam cả nữ đều dùng đều rất ok. Mùi này thì nó sẽ thiên về cái mùi gọi là ấm cúng anh em ạ. Cảm giác mà khi xịt vào người nó sẽ ấm ấy. Và nó sẽ cho anh em mình một cái cảm giác gần gũi anh em ạ. Riêng mùi Bernel Chanel này thì nó sẽ có một cái vị cay cay của rượu anh em nhé. Nó sẽ có một cái vị gì đấy của rượu vang anh em ạ. Thế là mình sẽ có cảm giác giống như kiểu là mình tối đi dự tiệc, cái thứ xịt chai này nó khá là hợp anh em nhé. Nhất là sang cái không khí mùa đông rồi, chai này nó lại càng hợp. Đấy, anh em nào chơi chai này sẽ biết là chai này xịn như này anh em ạ. Phía sau này anh em nhìn cũng tester luôn, anh em tester not for sale này, ở series cũng 8503 anh em nhé, 8503. Bên dưới này nó sẽ là dòng nước hoa EDT, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa tinh chất nước hoa thì nó sẽ ít hơn dòng EDP, nhưng bù lại nó sẽ tỏa hương khá là xa, con này tỏa hương được hai cánh tay luôn anh em nhé. Và lưu hương sẽ không bền bằng dòng EDP đâu. Logo Chanel bên Pháp và logo Chanel bên Mỹ này. Bleu Chanel này, dung tích là 100ml này anh em nhá. Logo chữ series in rất là nét anh em ạ. Hàng này là hàng tester nên là anh em mình sẽ nhìn thấy nó còn gần như là chưa sử dụng luôn. Cái chai này thì nó bán để cho các store để làm chai test thôi, nhưng mà về Việt Nam rồi lại bán thương mại thôi anh em nhá. Bên trong này logo Chanel anh em nhìn này, logo nổi Chanel luôn anh em nhá. Đấy, bên ngoài này lắp nó làm rất là đẹp. Con này lắp nó khôn chứ nó không như mấy con fake đâu. Anh em mình đặt vào nhá. Con này thì quay bất cứ vị trí nào nó sẽ đều về cái vị trí thẳng tưng này với cả cái chữ ở đây. Nghe chưa? Giá chai này là 1.800.000, bình thường thì hôm nay mình cũng xả cho anh em còn 1.700.000 nhá. 1.700.000 anh em nhá. 1.700.000. Rồi. Hết đống đồ linh tinh. Và tiếp đến đây thì sẽ là cái đống đồ âm thanh. Thì hôm nay mình sẽ có hai con đài của Sony anh em ạ. Anh em nào chơi Sony sẽ biết cái đống radio của Sony nó ngon như thế nào anh em nhá. Nhưng mà quan trọng là nó hơi đắt anh em ạ. Radio Sony rất ngon nhưng nó sẽ đắt hơn anh em nhé. Cái con này thì nó rất là đẹp này, anh em nhìn này, con này nó vuông thành sắc cạnh luôn anh em nhé, nó rất đẹp luôn. Con này nó còn ICF306 anh em ạ, con nghe hai băng tần AM và FM, nghe chưa? Nó làm theo thiết kế hiện đại cực kỳ đẹp anh em nhé. Nó sẽ có một cái chân để ở phía sau này. Con này nó thật, ông nào mà không mua thì mình sẽ mua về, mình sẽ mang về mình tặng bố vợ mình anh em nhé, nghe chưa? Đấy, mang về tặng bố vợ mình. Con này nó sẽ chơi được hai cục pin anh em ạ, hai cục pin tiểu anh em nhé, rất là hay. Và âm thanh con này rất là ấm luôn anh em ạ. Đấy, hỗ trợ lỗ phone anh em nghe này, đây nó sẽ là volume anh em nhé, đây là volume. Còn bên trên này sẽ là dò đài chuyển hai băng tần anh em nhé, chuyển hai băng tần. Và mặt này nó sẽ, anh em nhìn này, sẽ đây FM đủ 108 chưa, AM cũng full giải luôn anh em nhé. Nó thiết kế thì nó là đài mono thôi anh em nhé, anh em nhìn thế này thôi, nhưng nó mono, nó chỉ có một củ loa ở đây thôi em ạ, một củ loa ở đây thôi. Đấy, rất đẹp luôn, đẳng cấp. Đấy, bên dưới này anh em nhìn nhé, tem nhé, Sony này, model ICF306 này. Và con này nó sẽ battery chạy pin hoặc là cái gì Equify gì đây. Con này có cắm nguồn không nhỉ? Con này không có cắm nguồn đâu anh em nhé, con này chỉ chạy pin thôi, chỉ chạy pin hai cục pin tiểu thôi đúng không, không có nguồn đâu anh em ạ. Đấy, anten ở trên, thấy chưa? Anten thì con này dài chỉ khoảng tầm 50 phân thôi, 50 phân anten anh em nhé, 50 phân anten. Dòng này nó là dòng VIP, nó rất là đắt anh em ạ, rất là đắt. Và hiện tại thì con này mà giá mà anh em mua mới nó rơi vào khoảng tầm 4 triệu gì đấy anh em ạ, 4 củ cho con này đấy. Hiện tại mình bán con này thì chỉ có 1 triệu 2 thôi anh em nhé, 1 triệu 2 thôi. Mình test cho anh em này, đây, đây. Nó có một cái đèn ở đây là đèn báo CT anh em nhé, đèn báo CT này. Đấy, quý vị và các bạn đến với chương trình Những Phút Dành Cho Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, người xưa thường tâm niệm rằng làm người không nên quá tính toán so đo, người lương thiện chịu thiệt cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì khi đối xử tốt với người khác thì chính là đang tích phúc khí cho mình. Cuối cùng
cũng sẽ được đền đáp thỏa đáng. Văn hóa truyền thống dạy người ta lấy đức báo oán, không nên tranh. Ok chưa anh em? Vào đây nút nguồn này anh em không nghe anh em gạt tôi xuống nhá. Bây giờ 1.200.000 con này anh em nhá, một củ hai. Con này là dòng hiện đại anh em ạ, con này là dòng FM hiện đại, nó khá là đắt. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là một con FM của thằng Sony, nhưng mà dòng này sẽ là dòng đài cổ anh em nhá. Con này cổ hơn, anh em, cổ hơn chứ không phải gọi là cổ hẳn đâu. Đấy. Con này thì nó sẽ là con ICF29 anh em ạ, ICF29. Con này có thể sử dụng cả nguồn điện AC được anh em nhé, tức là sử dụng điện 100V này và sử dụng pin này. Pin con này sẽ sử dụng 4 viên pin anh em nhé, 4 viên pin. Đấy. Và xin thưa với anh em, như pin của nó đây, anh em nhìn nhé, con này rất là ngon luôn anh em ạ. Đấy, 4 viên pin, pin này là pin tiểu 2A đấy anh em, pin anh em hay lắp điều khiển đấy. Đấy. Sử dụng điện 100 này, có ghi chú các kiểu này. Và con này thì nói chung là nó là dòng không đời cao như con kia anh em nhé, không đời cao bằng con kia, nhưng mà giá của con này đắt hơn anh em, giá này đắt hơn luôn. Hồi lúc bán nó rất là đắt và kích thước nó sẽ lớn hơn con kia. Đây mình sẽ đưa cho anh em xem để so nó dễ hơn. Đây anh em thấy không, nó to hơn anh em nhé, con này sẽ to hơn con kia một chút. Đấy, sử dụng thì đa năng hơn cả điện cả pin luôn, con kia chỉ có pin thôi. Đấy, anh em sẽ có hai băng tần AM và FM, và quan trọng nhất là những con này anh em mình phải đủ băng tần mới có giá anh em ạ. Chứ mấy ông bán cái loại 90 nó sẽ rẻ hơn. Cái này thì FM đủ 108 nó sẽ đắt hơn. AM này cũng phun giải luôn anh em nhá. Ok chưa? Con này sẽ có mũi gạt anh em mình bật này. Đấy, AM chuyển AM và FM. Ok chưa? Đây nó sẽ là bật và tắt nguồn anh em nhá. Bên này sẽ là dò đài này và đây sẽ là volume. Anh em thấy không? Volume nhá. Bật này. Đây, tắt này, bật này. Đấy, bên này sẽ là dò đài này. Đây sẽ là cái lỗ cắm phone để anh em nghe ban đêm này. Có quai sách luôn. Dâu anten này con này khá là dài nhỉ. Yeah. Dâu này kéo căng hết thì con này phải được tầm gần 1 mét anh em, gần mét anh em nhá. Đấy, con này sẽ có cái lỗ ở đây để báo xít te này anh em nhá. Báo xít te, khi anh em mình dò được sóng xít te nó sẽ báo đỏ ở đây luôn. Đấy, báo đỏ cái đèn này. Một con loa mono ở đây, con này thì củ từ rất là gấu luôn. Con này mình đã tháo ra vệ sinh rồi, củ nó rất là gấu. Và quan trọng nhất là con này thì giá bao nhiêu? Con này thì xin phép anh em là mình cũng để đồng giá với con kia, cũng là một củ hai anh em nhá. Tại vì sao anh em mình cứ bảo là đài cầm tay nó đắt, đài cầm tay giá bán nó rất là đắt anh em ạ. Nhất là những con đài Nhật nó rất đắt luôn. Đài của hãng thì Sony đều đắt lắm, Sony, Panasonic các thứ giá rất là cao. Chỉ có cái con Moa FRC1 của mình nhỉ. Còn đây là con hàng không tên tuổi thì nó rất là rẻ anh em ạ, có 400.000 là mới rồi. Nhưng mà nó cầm nó không thể nào đẳng cấp như những con này được. Cầm nó xịn lắm anh em ạ. Cầm này nó đẳng cấp luôn anh em nhá. Mình sẽ test cho anh em luôn này. Con này 1.200.000 anh em nhé. Phải ra đường xin ăn, không còn nơi tả túc. Vợ của Tử Điền là người hiểu đạo lý, bèn khuyên bảo chồng đi tìm và đón mẹ kế cùng người em về nhà. Sau khi đón mẹ kế và em chồng trở về, hai vợ chồng Tử Điền cùng giúp em lên người. Cũng từ đó trở đi, cả gia đình cùng sống với nhau vui vẻ, chan hòa. Về sau, hai vợ chồng Tử Điền sinh được 3 người con trai, cả 3 thi đậu tiến sĩ. Ok chưa anh em? Rồi, mình hôm nay mình quay đồ linh tinh nó hơi nhiều, hơi mất hơi nhiều thời gian anh em nhé. Anh em nào đã xem đến đây rồi thì cố xem cố 3 bộ dàn giúp mình, được không? Giúp Audio 89 xem cố video đi để cho gọi là nó tăng tương tác một tí nhá. Thì cái bộ đầu tiên mình giới thiệu đến anh em thì sao con này nó đang số 1 đã thành số 2 rồi nhỉ? Cho nó số 2 đi. Ảo thật. Thì xin thưa anh em giới thiệu cái bộ mã số 02, con này là số báo danh số 02 anh em nhé. Đây chính là con Denon M40 anh em ạ. Xin thưa với anh em. Con này thì nó có một cái độ gọi là ngon, đẳng cấp anh em ạ, đời cao anh em nhé. Thì xin thưa với anh em, đây là một trong số những con đời cao của thằng Denon anh em ạ. Con này thì nó là cái phiên bản xuất cho thị trường châu Âu, nó sử dụng điện là 230V anh em nhé, 230V luôn. Mặt con này thì như anh em nhìn thấy này, mặt của nó sẽ rất là đẹp đúng không? Mặt nhôm toàn bộ và nó vẫn có cái tem zin này, tem này từ lúc mới luôn anh em nhé. Chức năng con này nó sẽ bao gồm như thế nào? Thì đầu tiên con này nó sẽ chơi CD rất là ngon, CD chạy Massanio nó rất là bền anh em nhé. Đọc đường tốt đường tuột các loại đĩa luôn anh em ạ, đọc tốt các loại đĩa luôn. Đấy. Và đi kèm cặp loa thì khá là VIP anh em nhé. Đấy, mình bỏ cái này ra bên. Chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB, kết nối điện thoại, máy tính, TV sẽ đầy đủ trên mã này anh em nhé. Đầy đủ trên mã này luôn. Ngoài ra thì con này nó sẽ có cái gì nữa? Có sẽ có giải mã chuẩn 24 bit anh em ạ. Giải mã chuẩn 24 bit từ những con series gọi là M, đầu M của thằng Denon rất là hay anh em nhé. Mình chưa thấy một con đầu M nào có giải mã mà mình chê được cả. Thậm chí con này mình giải mã mà nó chơi nhạc trực tiếp ra ấy, thì mình còn đánh giá cao hơn cả đầu N sau này anh em nhé. Đầu N sau này cũng chưa chắc đã bằng.
kết nối điện thoại, máy tính, tivi sẽ đầy đủ trên mã này luôn. Với cho anh em, đầy đủ trên mã này anh em nhá. Phía sau đây anh em nhìn này. Đấy, đẳng cấp không? Với cho con này thì không phải nghĩ đâu anh em nhá. Miễn bàn luôn anh em ạ. Đấy. Về cấu hình loa thì sao? Loa con này thì nó sẽ được trang bị một con loa gọi là cái con loa mini này thì nó gọi là hàng VIP rồi anh em ạ. Loa 3 đường tiếng anh em nhá. Đây. Bên trên này thì nó sẽ là con chép đôm mũi đạn anh em ạ. Con này thì nó là cái mũi đạn đẳng cấp của thằng Đế Đông luôn, nó khác với mũi đạn của thằng Onkyo anh em nhá. Con này mũi này mũi nhôm luôn anh em nhá. Đặc bằng nhôm luôn. Đấy, con đôm này đặc bằng nhôm luôn. Bên dưới này thì sẽ là một con mid bass anh em nhá. Con mid bass này đường kính chỉ 8 cm thôi. Dâu quặp này, màng sẽ là màng sợi keva anh em nhá. Dâu quặp, gân cao su cực kỳ đẹp luôn anh em, rất đẹp luôn. Đấy, phía sau này thì sao? Phía sau này thì đây sẽ là một con sub bass anh em nhé, một con sub bass ngược ở phía sau anh em nhìn này, sub bass nó sẽ to bằng con mid bass đằng trước. Đấy, và con này nó sẽ có một cái thụt hơi ở đây. Đấy, nó sẽ có cái pad treo anh em nhé, cái móc treo để anh em có thể treo tường được anh em ạ. Cái móc treo này nó sẽ bắt từ bên Nhật rồi, và cọc loa con này thì rất là đẹp anh em nhé. Cọc loa con này thì bên này nó sẽ là đồng nguyên khối, nhưng cái loa bên này thì nó bị gãy cọc, mình phải thay cái cọc này rồi anh em nhé, thay cọc rồi chả ảnh hưởng đến đâu anh em ạ. Ok chưa? Đấy. Và cấu hình của cục dàn ở phía sau thì anh em nhìn thấy này, cục dàn, à quên mất con loa mình chưa quay tem cho anh em xem. Tem con này nó sẽ ở dưới này anh em nhá. Con này nó sẽ là con Denon A33. Công suất sẽ là 180W, à 160W một chiếc anh em nhá. Công suất rất là lớn luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? 160W một chiếc, một cặp sẽ là 320W, mặc dù cặp loa bé tí này, 320W một cặp. Nói chung là nó chuyên về dòng chơi bookseo, chuyên lời anh em ạ. Chơi rất hay luôn, rất là nhạc Phương Phương Thảo cứ đút vào thì bao phê luôn. Công suất cục dàn này anh em nhìn nhé, 70W nhé, điện nguyên bản là 230V, nghe chưa? Kẹp loa, hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, anh em nhé, 6 đến 16 ohm. Súp điện A, kẹp anten FM để phục vụ em nghe đài. Analog in này, phục vụ anh em mình kết nối điện thoại, máy tính, tivi. Và hỗ trợ anh em mình hai đường optical in, anh em nhé. Optical in có hai đường để thể hiện sự đẳng cấp cho anh em luôn, nghe chưa? Đấy. Anh em mình hoàn toàn kết nối được giải mã từ rất nhiều nguồn anh em nhá. Đấy. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Đấy. Hiện tại con này thì xin thưa với anh em, anh em nào lấy cục dàn thì mình xin mạnh dạn để cho anh em cục dàn là giá 3.800.000 anh em nhá. 3.800.000 cho cục dàn này, cục dàn Denon M40 với anh em. Còn anh em nào mà lấy lẻ loa thì mình xin phép để cho anh em cặp loa này là 2.800.000 cặp loa này. Với cho anh em. Đấy. Anh em nào mua cả bộ này thì mình xin phép để cho anh em là 5.800.000 cho cả bộ. Ui chưa? Đấy, 5.800.000 cả bộ anh em nhé. Tại vì anh em mình mua cục này lẻ thì 3.800.000, cộng với cặp loa lẻ là 2.800.000, anh em cộng vào là 6.600.000, đúng không? Mua cả bộ thì anh em mình sẽ rẻ hơn được là 800.000 anh em nhé. Thì chỉ có 5.800.000 thôi. Ui chưa? Đấy, giá rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho em nghe chất âm này như thế nào nhá. Đây, play. Rất hay luôn anh em ạ. Thư từ Thành Đô em gửi đi qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lạnh vào hồn, thông reo có còn nhà nhạc buồn, bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ. Ok chưa anh em? Mã dàn số 02 là 5.800.000 anh em nhá. Tiếp đến cái mã dàn số 01 này thì đây sẽ là một cái mã dàn thanh lý cho anh em. Con này chính là con Panasonic PM77 anh em nhá. Và xin thưa với anh em, con này thì như anh em nhìn thấy này, mặt của nó sẽ có một cái vết xước ở đây anh em nhá. Vết xước ở đây. Gọi là con này thì nhớ không nhầm là thằng em sơn nó mới nó cào anh em ạ.
sơn nó cào anh em nhé. Đấy, gọi là nó sơn nó cào rồi thì mình phải chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ, đúng không? Thì riêng về dòng PM 2 số, tức là PM và tiếp theo là phía sau là 2 số thì nó nghe nó sẽ hay hơn dòng PM 3 số anh em nhé. Ví dụ 710 thì nó sẽ khe không hay bằng PM 77 các kiểu đâu. Và dòng này thì xin thưa với anh em, âm thanh của Pana thì anh em mình nghe nó sẽ chơi phù hợp với các dòng nhạc hiện đại anh em ạ. Tại vì cái phần nghe nó sẽ có surround ở trong phần âm thanh của nó này anh em nhé. Giống như kiểu nghe có sub ấy, thì anh em mình nghe những dòng nhạc hiện đại nó sẽ rất hay anh em nhé. Nghe âm trường cảm giác nó phổ quát hơn, biết chưa? Đấy, thì chức năng con này sẽ bao gồm này, đầu tiên là cassette anh em ạ, có cassette luôn anh em nhá. Đấy, ui giời, nhưng mà chưa vệ sinh anh em nhá. MD chưa dọn anh em ạ, chơi MD luôn. Dọn, mình dọn cho anh em mình CD chạy rất là ngon anh em nhá. CD 5 đĩa chạy rất ngon luôn anh em ạ, chạy hoàn toàn ngon luôn. Tiếp đến là kết nối điện thoại, máy tính, TV thì con này cũng là ok luôn anh em ạ. Mình sẽ bao cho anh em mình CD chạy ngon và điện thoại, máy tính, TV chạy ngon ở trên mã này, được chưa anh em? Đấy, màn hình nó sẽ là màn hình gương hết anh em nhé, rất đẹp luôn. Màn hình thì to tướng, hiển thị rất nhiều thông số và rất nét luôn, nghe chưa? Cặp loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 11 cm, gân zin này, màng sẽ là màng carbon này anh em nhé, núm cũng núm carbon luôn. Riêng con này đánh surround ra rất hay luôn. Bên trên này thì sẽ có con chép đôm màng nhựa cực kỳ to anh em nhé. Và loa nó sẽ là loa có đế định hướng anh em nhìn này. Đấy, vát góc chéo lên để nó cho định hướng về âm thanh luôn. Đấy. Phía sau này thì sao? Phía sau đây, anh em nhìn nhá. Đấy, con này nó bị chảy mủ từ bên Nhật rồi anh em ạ. Đấy. Công suất của loa thì sẽ là bao nhiêu? Công suất của loa sẽ là 80W này, 40W cộng 40W trở kháng 6 ohm là 80W một chiếc. Trở kháng là 160W anh em nhá. À xin lỗi anh em, công suất là 160W. Thì con này thì tuy là công suất nó to thôi nhưng mà mình sẽ nghĩ là nó chỉ chơi được cái phòng diện tích khoảng tầm 30m² thôi anh em nhé. Đừng bắt nó chơi ở diện tích lớn hơn. Loa thì loa hai cầu, bát chép riêng biệt luôn anh em ạ. Bát chép riêng biệt, mỗi bên sẽ là sử dụng 2 sợi dây. Đấy anh em. Công suất cục dàn thì nó sẽ là bao nhiêu đây? 55W điện nguyên bản 100V. Đó. Kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX này, kẹp anten FM nghe đài này, con FM đến 90 rồi anh em nhé. Kết nối máy tính này, nhận làm sao cạc rời này, nó có USB này. Đây là cổng PMD anh em nhé, có thể kết nối qua cổng này, anh em có thể giải mã qua cổng PMD được, nhưng mấy cổng này về anh em phải nghiên cứu anh em nhé, biết chưa? Và con này hiện tại bây giờ thì giá bao nhiêu? Hiện tại thì ngày mùng 1 mình xin phép thanh lý con này chỉ có 1.100.000 thôi anh em nhé, 1.100.000 cho mã này cho anh em, biết chưa? Một cái gọi là giá quá tốt rồi anh em ạ, không phải mặc cả nữa nhá. Tiếp đến ở đây, à xin lỗi anh em, test nhạc đã đúng không? Test nhạc 1.1 nghe có hay không? Mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh chưa anh em. Đấy, 1.100.000 anh em nhá. Và tiếp đến đây này, đây sẽ là một cái con hàng vừa về xong anh em ạ. Con này xin thưa với anh em, rất là tiếc anh em nhá, tại vì đây là một mã cao cấp Onkyo CRD2, nhưng mà loa về thì nó bị thiếu căng anh em ạ, thiếu e căng, nên mình sẽ xin phép là bán rẻ cho anh em bộ này anh em nhá. Bán rẻ bộ này, tại vì đây là một trong số những mã cao cấp gần như là kịch số của hãng rồi anh em ạ. Kịch số của thằng Onkyo rồi. Onkyo CRD2 có những bây giờ mã mới hơn. Mới hơn nhưng mà nó chỉ có bổ sung thêm những chức năng, ví dụ như chơi USB, chơi Bluetooth các thứ thôi, chứ còn chất âm thì con này nó vẫn là top 1 luôn anh em nhé. Con này vẫn là số 1 về chất âm anh em ạ. Còn anh em nào không có nhu cầu sử dụng Bluetooth mà chỉ có nhu cầu sử dụng ví dụ như mà kết nối vào Smart TV làm giải mã qua cổng quang, thì con này nó chơi cực kỳ ngon cho anh em. Âm ly nó sẽ đánh hay như âm ly đèn cho anh em luôn anh em ạ, rất hay luôn anh em nhé. Độ chi tiết rất là cao. Đây, mình sẽ chi tiết vào bộ dàn luôn. Đầu tiên với cái mã CRD2 thì nó sẽ rất là đẹp anh em nhé. Nó đẹp từ hình thức này, từ thiết kế anh em nhìn này. Bộ dàn xuất sắc luôn anh em nhé. Đấy, toàn bộ mặt nhôm hết. Hai hồi hai bên cũng nhôm luôn anh em ạ. Hai hồi hai bên là nhôm. Mỗi cái miếng nhôm rất là dày anh em nhé. Nhôm rất là dày. Ốc thì toàn bộ trên ốc trên nóc hết anh em nhìn này. Ốc nóc. Nghe chưa?
là một con âm ly cao cấp luôn. Thì con này thì như các diễn đàn châu Âu và châu Á nó đều đánh giá là đánh hay như âm ly đẹp em ạ. Đấy, mặt nó rất đẹp, chữ sáng. Nhưng bình thường dòng này nó sẽ có những con mà chữ nó rất bị mờ em ạ, bị mờ em thì bán rất là rẻ. Nhưng con này chữ nét căng luôn đấy, màn hình nét xanh luôn đây, núm hát volume đẹp, tiện si là si volume đẹp luôn đúng không. Các chức năng của con này nó sẽ bao gồm như sau này. Đầu tiên nó sẽ chơi CD như một con CD cao cấp tầm 10 triệu luôn anh em ạ. Tại vì CD con này nó đã đọc, đã sử dụng mắt 213 đã bền rồi, nhưng nó lại được trang bị công nghệ VL Digital, chính là công nghệ lọc nhiễu bằng vector em nhé. Nên là nó sẽ rất là bền. Anh em nào mà cảm nhận cái công nghệ lọc nhiễu bằng vector nó mịn như thế nào thì anh em mình sẽ biết. Anh em nhé, anh em có thể tham khảo công nghệ này ở trên mạng. Đấy, tại vì công nghệ này là cái công nghệ mà được thằng Onkyo nó mua của châu Âu về, nó trang bị trên những con âm ly cao cấp anh em nhé. Rất hay luôn. Thứ nhất là nó sẽ làm cho âm thanh nó dịu đi và nó mịn hơn. Đấy, nó sẽ không có những cái tiếng gợn xẹt 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 xẹt, ví dụ như tất cả những cái độ nhiễu mà khi trong quá trình quét mặt đĩa hoặc là quá trình gọi là đê cốt nhạc thì nó có các cái phần gọi là phần giáp về tín hiệu đấy, thì con vector nó lọc sạch hết cho anh em, nó ra một phần tín hiệu âm thanh rất sạch anh em ạ. Đấy, thì đầu tiên là chơi CD sẽ tương đương với những con CD phải trên 10 triệu, đấy là cái đầu tiên anh em nhá. Tiếp đến nó sẽ là giải mã 24 bit, thì xin thưa anh em con này nó sẽ hỗ trợ anh em mình cổng quang giải mã 24 bit vào, và nó sẽ cũng qua cái mạch lọc nhiễu bằng vector nữa, nên nó sẽ cũng rất là cao cấp anh em ạ. Thậm chí những con giải mã mà tầm chục triệu nhiều lúc mình nghĩ nó không hay bằng con này luôn, mình khẳng định luôn đấy. Đấy, kết nối điện thoại máy tính TV sẽ đầy đủ trên con này, và như anh em nhìn thấy hỗ trợ 3 cổng ở mặt trước anh em nhìn này, một cổng phone và một line in, một line out, toàn bộ mạ vàng hết anh em nhé. Từ bây giờ đến lúc anh em mình vứt bộ dàn này đi, cổng này nó vẫn sẽ vàng chóe này, được chưa. Chỉnh bát chép sẽ trực tiếp trên mặt anh em nhé. Anh em nhìn này, chỉnh tông này, bát này, chép này. Đấy, và tiếp đến là chỉnh có chế độ direct anh em nhé, bằng một nút nhấn, được chưa. Đấy, rất là hay luôn đúng không. Và cục dàn này sẽ đánh 4 con sò MOSFET, anh em mình hoàn toàn sẽ phang tốt cả những cặp loa bát 30cm với cục dàn này. Nhưng mà thường anh em mình sẽ chỉ chơi những cái dòng loa bookshelf nhỏ nhỏ thôi, em mình để trên trong phòng để thêm độ chi tiết, tại vì có âm ly này nó độ chi tiết nó rất là cao anh em ạ. Như ngay đầu video mình đã bảo cho anh em rồi, nó như đèn luôn, nó đánh tức là càng nóng nó đánh càng hay. Anh em mình nghe khoảng tầm 1 tiếng rồi thì độ chi tiết nó càng cao anh em nhá. Về cấu hình loa thì sao, thì loa như anh em nhìn thấy loa thì vuông thành sắc cạnh rất là đẹp đúng không. Cặp loa này là một trong số những cặp loa VIP của thằng Onkyo, cặp này là cặp D55 anh em nhá. Đây D55EX anh em nhá, D55EX. Thì con này thì nó sẽ có cái gì hay, con này sẽ được trang bị loa bát này, anh em nhìn này, loa bát đường kính sẽ là khoảng tầm 11cm thôi anh em nhá. Gân toàn bộ gân xếp là gân lụa tẩm dầu này, màng carbon này anh em nhé, màng carbon được phủ một lớp giấy bên ngoài, em thì phủ một lớp giấy bên ngoài đấy. Và núm này sẽ là núm bằng kim loại nhôm hết anh em nhé, núm kim loại nhôm tất đấy, núm kim loại nhôm, và núm này núm cố định nhé, nó không đi kèm dao động theo cái màng loa đâu, ok chưa. Thiết kế này theo cái kiểu bọn của Vương quốc Anh anh em nhé, nó làm đấy. Bên trên này thì sẽ là đến cái loa chép đôm, nhưng mà đôm mũi đạn của thằng Onkyo, con này được trang bị toàn trên những con loa cao cấp thôi. Đến hiện tại bây giờ thì Onkyo nó vẫn sử dụng con chép đôm này anh em nhé. Thụt hơi xẻ rãnh mặt trước này, to tướng luôn, khét con bọ lẹt luôn. Con này thì không phải nghĩ rồi, phía sau đây, quay bên này luôn. Phía sau đây anh em nhìn nhá, tổng thể bộ dàn rất nét luôn. Đấy. À quên mất, cặp loa nó sẽ có một vết ở đây anh em nhé, em nhìn này. Đấy, một vết xấu ở đây anh em nhé. Và không có căng, anh em lưu chút, không có căng. Đấy. Công suất của loa thì sẽ là 80W một chiếc, trở kháng sẽ là 6 ohm, một cặp sẽ là 160W. Anh em mình hoàn toàn chơi tốt được phòng diện tích 40m2, con này tối ưu 40m anh em nhá. Cọc loa sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em này, cọc bắp chuối rất đẹp luôn, dòng cọc cao cấp luôn. Tiếp đến là cục dàn thì công suất sẽ là bao nhiêu, công suất sẽ là 80W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa này, anh em nhìn toàn bộ cọc bắp chuối và nó là cọc bắp chuối hoa mai anh em nhá. Cái dòng này thì hiện tại bây giờ được trang bị trên cả những con ma răng cũng dùng cọc này. Đấy. Và như anh em nhìn thấy cái dây nguồn của nó này, anh em ạ, to phải như dây máy sát chứ không gọi là dây máy bơm nữa. To như dây máy sát anh em nhé. Các cái đường kết nối line in line out đầy đủ này, và đây nó sẽ có optical in và out phục vụ giải mã 24 bit như mình vừa giới thiệu với anh em đúng không. Và con này thì hiện tại bây giờ thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu anh em. Cả bộ này thì hiện tại bây giờ nếu mà bộ mà đi kèm với cặp loa VIP như thế này thì nó sẽ tầm hơn 7 triệu anh em ạ. Tầm CRD2 bộ này nó sẽ rơi vào gần tầm 7.300.000 tầm đấy, đến 7.500.000 với những cái bộ như thế này. Và riêng cái bộ này hôm nay mùng 1 thì mình xin phép để cho anh em, bộ này nó sẽ chỉ có 6 củ tròn thôi anh em nhé, 6 triệu tròn cho bộ Onkyo CRD2
đi kèm cặp loa VIP này. Đấy, bình thường con này nó sẽ đi kèm một cặp loa khác cơ anh em nhé. Nhưng bên Nhật nó đã đi kèm sẵn cặp loa này cho anh em rồi thì mình sẽ để nguyên cặp VIP này cho anh em chứ mình cũng không xé ra nữa. Ok chưa? Đấy, chỉ mỗi cái là cặp loa này không có căng thôi anh em nhé, không có căng. Và giá hiện tại là 6 triệu. Đấy anh em mình về nên cân đối mã này anh em nhá. Hiện tại mình đang kết nối con này với cục Bluetooth này. Bluetooth của bên mình này giá là 200.000 nhưng chất âm của nó thì nghe rất là hay anh em nhá. Mình test luôn. Rồi. Video này hơi dài, anh em đã xem đến đây rồi. Hỗ trợ bên mình nha. Ngồi một mình đợi anh. Để nghe chút điện thoại thôi đã hay này. Đợi người đi trắng về. Quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Niềm đau người đã xa khuất rồi ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc. Giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong. Ok chưa anh em? Đấy. Cái video này thì hôm nay thì nó hơi quá dài một chút anh em nhé. Anh em nào đã xem đến đây rồi và comment ở dưới video là đã xem hết thì mình chắc chắn lại có quà tặng cho anh em nữa. Ok chưa anh em? Còn món quà nó sẽ bí mật anh em nhé. Rồi video hôm nay xin phép được dừng đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chúc anh em sẽ chọn được những món đồ ưng ý ở bên Audio 89. Và hẹn gặp lại anh em vào video của ngày mai. Xin chào anh em.